hùng rô kiêu ngạo. Kính thưa quý vị, Việt Nam là nơi khởi nguồn của những ngành khoa học. Tại sao lại nói như vậy? Nói có sách, mắt có chứng. Và bây giờ, mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự dưới đây. Ngành hàng không vũ trụ. Vào đời Hùng Vương thứ 6, Thánh Giống là phi hành gia đầu tiên du hành vũ trụ bằng tàu con thoi hình ngựa sắt. Rất không may, tọa độ thiếu chính xác nên chuyến du hành của ông đã một đi không trở lại. Rút kinh nghiệm từ tiền bối, chú Cụi đã xác định rõ ràng điểm đến trong không gian và thành công đưa cây đa đến mặt trăng, đánh một dấu mốc son cho ngành hàng không vũ trụ của nhân loại. Ngành di truyền học. Ca thụ tinh nhân tạo đầu tiên thành công cũng diễn ra vào thời Hùng Vương thứ 6. Mẹ của Thánh Giống nhí nha nhí nhảnh, gớm chân mình vào dấu chân to chà bá. Và về nhà thì bà có thai. Một cuộc tranh cãi không hồi kết đã diễn ra, vì không ai có thể chứng minh được con đường đi mà tinh trùng tìm đến trứng. Mãi rất lâu sau thì một ca thụ tinh nhân tạo khác đã chứng tỏ khoa học di truyền của Việt Nam ta phát triển vượt bậc. Mẹ của sọ dừa chỉ cần uống nước trong một cái gáo mà đã có thai. Dù gì đi nữa thì ta cũng dễ dàng hơn trong việc xác định phương thức tinh trùng kết hợp với trứng, phải không? Ngành kinh tế học. Mai An Tiêm ở thời Hùng Vương là một thiên tài của lĩnh vực kinh doanh. Ông chính là tổ sư của khoa học marketing và là người sớm nhất nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thương hiệu sản phẩm. Khắc tên mình lên dưa hấu rồi thả ra biển như một hình thức khuyến mãi và tiếp thị khôn ngoan. Ngành giải phẫu học. Cụi là người có suy nghĩ táo bạo trong việc quyết định dùng phương pháp mổ xẻ để chữa trị bệnh nhân lâm sàng. Rất may mắn là anh đã thành công với ca ghép tạng đầu tiên của nhân loại, cứu sống vợ mình bằng bộ lòng của con chó, đặt nền móng vững chắc cho ngoại khoa và ngành giải phẫu học hiện đại. Nói thêm, Cụi cũng là ông tổ của bác sĩ thú y, sau khi tự tay dùng lá đa và đất sét để hồi tỉnh con chó trung thành. Ngành luật học. Âu Cơ và Lạc Long Quân là những người áp dụng luật hôn nhân gia đình sớm nhất thế giới. Hình thức ly hôn chia con, chia tài sản theo thỏa thuận của các bên liên đới, công bằng và dân chủ. Chính điều này đã tạo ra cơ sở lý luận vững chắc để soạn thảo những bộ luật chi tiết như ngày nay. Vũ khí hạt nhân. Vào thời Âu Lạc thì quân đội Việt Nam ta đã được trang bị vũ khí siêu khủng. Nạ thần của An Dương Vương đã có thể bắn một phát được 100.000 mũi tên. Đây có thể nói là tiền thân của súng đại liên đuôi cá, với công suất nã đạn 600 phát trên phút của hiện tại. Nhưng xui xẻo cho ta, chàng rể tàu trọng thủy sử dụng nỏ dựng đánh tráo nỏ thần, đã trộm đi công nghệ vũ khí tuyệt vời đó. Chắc do noi gương của tiền nhân nên ngày nay người Trung Quốc phát triển mạnh ngành công nghiệp hàng giả, hàng nhái.